Ở đây câu hỏi này thuộc chương trình sự điện ly của lớp 11. Ở đây người ta cho như sau. Ban đầu trong cốc chứa dung dịch nước photon, sục rất từ từ CO2 vào cho tới dư. Hỏi đồ sáng bóng đèn thay đổi như thế nào? Chúng ta có như sau. Đầu tiên của chúng ta là CaOH 2 lần. Chúng ta điện ly tạo thành Ca2 cộng, cộng cho OH trừ. Bây giờ thì giả sử cái nồng độ thằng này là 1m thì thằng này 1m, thằng này 2m. Độ sáng của đèn phụ thuộc vào tổng nồng độ ion. Dương là 1, âm là 2. Như vậy tổng nồng độ bây giờ sẽ bằng 3. Khi cho CO2 vào CaOH 2 lần thì đầu tiên nó sẽ tạo ra cái tủa CaCO3 cộng cho H2O. Do tạo ra cái tủa này thì dẫn đến làm cho độ sáng của bóng đèn giảm dần, đúng không ạ? Giảm dần. Và khi nào nó tạo tủa thằng này luôn thì nó sẽ là gì? Nó sẽ bị giảm dần đến tắt, đúng không ạ? Sau đó là gì? Sau đó em tiếp tục thêm CO2 vào thì CO2 vào sẽ đi tác dụng với CaCO3 và nước để chúng ta tạo ra CaHCO3 tất cả hai lần. Và chất này á, chất này là chất điện ly mạnh CaHCO3 tất cả hai. Điện ly mạnh để biến thành Ca2 cộng, cộng cho HCO3 trừ. Và khi đó là gì? Độ sáng của bóng đèn sáng tăng dần trở lại. Như vậy có đúng, bây giờ mình chọn là câu A.